với ta. Nhìn vào mắt của nhau chưa bao muộn sầu, anh nghĩ ta nên rời xa nhau. Xót xa vì nàng, đắng cay vì nàng, trao nhau hy vọng để phút cuối lại ly tan. Thư tình em viết ôi sao thật sâu lắm, đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi.